có duyên báo cá sớm nhá anh em nhá. Con cá đầu tiên của nhà hồ đây. Ôi giời, đèn này. Đèn trườn ngay đây rồi. Anh em có thít hô lên nhá. Bốn năm cái thít cơ mà. Là chỗ ngồi cực kỳ nhiều nha anh em nhé. Ngồi bờ cà đây, đây có hai cần thủ này. Đây cuối hồ đây, chỗ ngồi cực kỳ nhiều. Báo cái thít đầu tiên nha anh em nhé. Thế nào hôm nay anh em cứ bắt bộ 5 cái thít là không phải mất tiền cá câu. Báo sấp đôi tiếp đây anh em ơi. Lại thi tiếp đây. À, vừa vứt lên chốc. Ta vừa vứt lên chốc mái ấy. Báo sấp đôi hai thít nha anh em nhá. Đấy, thít đây. Thì thít chưa? Nên là chỗ ngồi cực kỳ nhiều anh em nhé. Anh em bắt thít thì xin mời. Anh em chỉ cần bắt 4 con là đủ cá câu rồi. 5 con 5, 5 hay 5 là đủ cá câu rồi. Báo sắp đôi nha anh em nhé. Bây giờ bắt đầu anh em mới tắt nguồn thì nhà hồ bắt đầu mới xả, anh em mới câu được cho anh em nhé. Nhà hồ đăng bài để tránh tình trạng anh em đi từ 3 giờ sáng. Sợ thít trắng mà. Lại tiếp tục em thít thứ hai nhá. Mất ba cả mắt. Để ăn lâu quá. Chung là chỗ ngồi thoải mái nhá anh em nhá. Như là anh em bắt thít thì xin mời. Ôi hôm nay nọc rồi, nọc sớm rồi. Đây thít đây. Làm nó gì à? Vật quá, ông mò đi ra đường nó phải bắt được con mèo chết, nó đâm phê bị chết dọc đường, nó lại ăn cả mèo nữa. Kinh nhỉ? Con mèo đen mấy cân. Kinh nhỉ? Đâu ông mang về? Vứt về nhà rồi, chóc người thịt. Người thịt nữa. Bạn thịt. Còn kia vứt đấy. Ôi, thu vào cho chị một cân đi. Không, không có vứt đâu, tháo một gác đánh một cân thôi em ơi. Không, không, không. Quánh một cân thôi, thu lên của anh em là nhìn thấy lại phải hai cân. Có nhất là quánh thả cá mới, quánh hộ một cân đi. Cô Duy Huyên lại tiếp tục báo cá đây. Đấy, trắng đây. Đây là anh em cứ lên đen thoải mái. Đấy, trong lúc nhà hồ đi nghỉ trưa anh em đang bảo là lên thêm 2 đen hay 3 đen nữa đây. Nên là anh em cứ lên thoải mái, hết nhà hồ lại bồi. Đấy, chắc ở bên này được một con à? Đây, đấy, đen đi chợ một con đây. À, là ở dưới là Lê Toàn à? À, gì à? Con Lê Yên à? Lê Yên được một đen à? À, hai chấm trắng à? Hai trắng một đen à? Ai, dạ đây, cần thủ đây. Lê Yên này, Lê Yên đi về rồi sao ấy? À, kia, ôi rồi. Đây. Đấy, cần thủ đứng đây này. Đấy, đấy, đang đút túi đấy. Làm hai trắng, một đen, một chép nhé. Còn cần thủ lại một trắng đấy. Chép to đấy. À vừa nãy là bán cá thôi gì? Cá những cái túi xanh kia nó không biết. Cá những cái túi xanh kia ông nội nó không biết. Có câu Duy Nguyên vẫn tiếp tục báo cá nhá.
con chăm trắng thứ hai cần thủ. Ô, thằng Tín đi về rồi à? Ừ. À. Nhảy xuống cuối hồ à? Xuống cuối hồ kìa. Cá vừa thành công em nhá. Tín ơi, được cá rồi, chuyển chỗ xuống cuối hồ à? Kể cả một. Ai được chuyển? Không. Cái vàng kia kìa, cái dưới xanh kìa. Ở câu Duy Nguyên tiếp tục bảo cá nhé. Đeo đây trắng đấy. Đen nha anh em nhé. Lại một em đen rồi. Lê Yên nhá, một em đen đầu tiên nhá. Cần thủ lại một chép rồi. Có một cần thủ đánh chép, cần thủ lại được chép rồi. Thả giọng rồi. Chép cũ ngon lắm. Đây, chỗ ngồi rất nhiều. Rồi, cá vào giọng thành công anh em nhá. Ok rồi. Câu nào vừa cá vừa đeo khuyên và đếm khuyên nha anh em nhá. 40 khuyên. Đếm khuyên nha anh em nhá. Đếm cá đây, sau đó cho xem còn nhá. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 27 29 30 rồi. 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 45 42 43 44 con 45 con khuyên cho anh em nhá. 45 khuyên. Con gái cứ hỏa xiên nữa. Phải xiên hết kìa. Xiên hết. Thì là 50 con mất. Mỗi khuyên bao nhiêu? 50. Hồ bồi đen là muộn quá rồi. Không bồi đâu, mai hồ bồi đen sau. Bật nguồn lên đi con. Anh em nhá, nhà hồ xiên 45, hồ bảo xiên 40 con nhưng mà nhà hồ xiên quá đà. 45 con. Và nhà hồ xả 65 em chép cho anh em nhé. Chép bình quân 2 cân rưỡi 3 cân một con.
Trên Hồ không còn một con thú nào đâu anh em nhé. Nên là sáng mai đúng 5:30 bắt đầu nhà Hồ mở cửa nhé anh em nhé. Anh em mà đến sớm câu sớm mà được cá là nhà Hồ không bắt thả ra nha anh em nhé. Đúng 5:30 bắt đầu cho anh nhà Hồ cho anh em câu. Anh em đến sớm thì câu được cá nhà Hồ bắt thả ra. 5:30 nhà Hồ bắt đầu tính cá nha anh em. Nhà Hồ bảo bồi đen nhưng mà muộn quá rồi, thôi nhà Hồ không bồi nữa, mai nhà Hồ bồi sau. Chiều tối mai nhà Hồ bồi sau. Cá xuống hết hồ rồi anh em nhé.